Chân Thảo Đồ Bonsai gửi một lời chào trân trọng nhất tới toàn thể các bác làm vườn. Hôm nay em sẽ đưa tới các bác 4 cái bộ dụng cụ, cũng là những cái bộ dụng cụ mới nhất của bên đơn vị em mới về. Và đây là một cái bộ kéo tỉa chắc chắn các bác làm cây, làm hoa lá, làm bonsai các bác đang cần. Thì đầu tiên là cái bộ kéo bộ ba hộp xanh. Đây là một cái bộ kéo quen thuộc của các bác làm cây bonsai. Và một bộ kéo hộp đỏ. Đấy. Và giá của những cái bộ này là bao nhiêu? Và video của ngày hôm nay được khuyến mại những gì? Các bác hãy xem thật kỹ, em sẽ chia sẻ, sau đó sẽ báo giá từng mẫu cho các bác để mình nắm bắt được. Đặc biệt hơn nữa, hôm nay thì cái lò xo V loại cao cấp nhé. Mỗi hôm mà lò xo V bình thường các bác ạ, hôm nay là lò xo V, một cái dòng lò xo của dạng lò xo to này các bác nhé. Đấy, tặng luôn các bác. Mua một bộ được tặng một cây kéo tỉa 24, được tặng hai cái lò xo như thế này. Đấy, một cái giá rất chi là tốt nữa để tri ân tới các bác đang quan tâm tới kênh của em Thảo. Bộ hộp đỏ này và bộ kéo cộng lực gồm một cây tỉa và bộ Asahi Japan hôm nay đơn vị em mới về. Đấy, đầu tiên ở cái bộ đỏ này em sẽ chi tiết và sẽ báo giá cho các bác này mình nắm bắt được. Bộ đỏ này nó gồm có một cây kéo 34, một kéo sẽ đi theo một lò xo. Đấy. Và theo một cây đây là cây 30 và đây là cây 24. Bộ này em cũng tặng các bác cây 24 này luôn nha các bác nhé, tặng theo hai lò xo như thế này. Bình thường các bác sẽ mua 10.000 một cái lò xo này. Và cũng không được cái lò xo này đâu, lò xo loại khác cơ. Đấy, cái lò xo này rất là ít về. Đấy thì bộ đầu tiên này em cũng báo giá luôn nhé. Ví dụ như các bác mua một bộ hai cây này, đấy bên đơn vị em đang khuyến mại tới các bác, giá sẽ là 300.000 bộ hộp đỏ nha các bác nhé. 300.000 gồm có một cây 34, một cây 30, tặng các bác một cây 24, tặng theo hai lò xo V để lúc nào mà hỏng các bác có thể thay. Đấy, đây là một cái chương trình khuyến mại rất chi là tốt. Bác nào mà làm cây cảnh mà đang tham khảo cái dòng kéo tỉa thì hãy mua ngay ở cái video ngày hôm nay. Đấy, và tiếp tới là bộ xanh. Bộ xanh này thì là bộ sẽ là cao cấp hơn nha các bác nhé. Đấy, bộ xanh. Một cây kéo vẫn đi theo một cái lò xo đây các bác này. Đấy, đi theo một lò xo. Đây là cây 30, cũng theo tặng các bác một lò xo và cây 24. Thì bộ này em cũng tặng cho các bác, như bộ đỏ kia vẫn tặng hai cái lò xo, tặng một cây kéo 24. Thì cái bộ xanh này đơn vị em đang gửi tới các bác, giá sẽ là 350.000 đồng trên một bộ. Thì cứ từ một bộ là đơn vị em sẽ miễn phí ship trên toàn quốc nhé. Và với hàng mấy nghìn sản phẩm thì sẽ có tới độ 10 đến 20 sản phẩm là bên em luôn luôn khuyến mại, để các bác nhà mình được chọn đủ những cái dụng cụ giá tốt nhất để làm vườn. Và em có nói luôn, cái bộ này làm cây cảnh ấy chắc chắn là bác nào cũng cần. Em bán có những bác mua 10 cây. Bởi vì mỗi một cây nó sẽ phục vụ các bác trong một công việc. Đấy, cái cây này thì nhà em dùng cắt giấy nhá, cắt cành từ ngày bán hàng. Hiện tại vẫn đang dùng. Rất nhiều video lại cho các bác nhà mình xem rồi đấy. Chất lưỡi của nó, chất thép này rất chỉ là ok nha các bác nhé. Đấy, lò xo. Cái lò xo chính của nó là lò xo V, lò xo đôi. Đấy các bác ạ. Thì hai cái bộ này em đã chia sẻ rồi. Và tiếp tới là tới cái bộ kéo cộng lực và một cây tỉa trắng. Cây tỉa trắng này thì nếu mà các bác mà đã mua rồi thì các bác biết tay cầm nó bằng thép liên kết hết tới đầu kéo. Cái này thì cái phần lưỡi nhá, em sẽ mở cho các bác để mình xem. Lưỡi của nó là lưỡi răng cưa, lưỡi chống trượt. Đấy. Và một cái tỉa trắng này nếu như các bác mà mua bình thường thì nó sẽ là 150.000, em miễn phí ship. Còn cái cây kéo cộng lực này thì trước em đã bán là 250.000 trên một cây nha các bác nhé. Đấy. Nhưng hôm nay các bác khi mua một cái đôi kéo này, em đã gửi cho các bác giá sẽ là 250.000. Một kéo cộng lực và một kéo tỉa miễn phí ship trên toàn quốc. Đấy, đây là bộ kéo cộng lực. Và tiếp tới là bộ kéo của mẫu Asahi của tay cam sữa. Bộ này thì em rất ít giới thiệu đấy các bác nhé. Hôm nay mới về đây. Đấy. Bộ này thì giá của nó sẽ là 350.000 đồng trên một đôi. Rất chi là dày dặn và rất đẹp luôn các bác nhé. Đấy, đây là bộ Asahi Japan. Bộ này thì các bác nhìn thì nó hơi ngắn nhưng mà không phải ngắn đâu nhá. Bởi vì nó to cho nên là nhìn nó hơi đồ sộ. Đấy, các bác nhìn cái phần lưỡi của nó dày như thế này. 350.000 trên một cái bộ này nha các bác nhé. Đấy, và đây là một cái dụng cụ em muốn đưa tới toàn thể các bác làm vườn. Và có một con dao đâu, em muốn gửi tới các bác một con dao khuyến mại của đơn vị em. Đấy, chắc chắn làm vườn các bác đang cần được con dao này. Em bỏ con dao ở đây nhé. Bình thường thì các bác sẽ phải mua 150.000 và còn chưa có phí ship. Hôm nay các bác mua cái video này, em đã gửi tới các bác giá sẽ là 110.000 trên một cây.
và mua kèm theo những cái bộ dụng cụ ấy nhá. Một con thì em không miễn phí ship được. Một cái bộ dụng cụ rất chi là hay và là cái sản phẩm khuyến mại tốt nhất. Đấy, bác nào mà đang quan tâm và đang cần những cái sản phẩm này, các bác hãy liên hệ gọi trực tiếp lên đầu số điện thoại em để đây. Để lại địa chỉ, để lại số nhà, em sẽ gửi đến tận nhà các bác miễn phí ship. Và các bác đừng quên nhấn like, chuông và nhất là nút đỏ ngay cạnh góc màn hình là nút đăng ký kênh để đón xem và cũng như lựa chọn rất nhiều những cái dụng cụ hay của đơn vị em Thảo qua những đoạn clip ngắn như này. Cảm ơn các bác đã theo dõi video nhé. Chào và hẹn gặp lại các bác ạ.